Như vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay, mùng 3 tháng 3, tỉnh Hải Dương đã trở về một trạng thái mới trong phòng chống dịch COVID-19. Đời sống người dân, các hoạt động kinh tế, xã hội trở về trạng thái bình thường mới trong niềm vui hân hoan. Tuy nhiên, không phải vì thế mà những hoạt động kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là công tác xét nghiệm, lại lơi lỏng. Trên thực tế, địa phương này vẫn tiếp tục xét nghiệm trên diện rộng để hạn chế tối đa nguy cơ bỏ sót ca bệnh trong cộng đồng. Sau đây là những ghi nhận của VTC14. Một điểm lấy mẫu xét nghiệm ở thành phố Hải Dương. Hôm nay, đối tượng lấy mẫu là những tiểu thương bán hàng ngoài chợ, công nhân nhà máy nước, những người trong ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp cơ sở. Họ đều thuộc nhóm có nguy cơ vì tiếp xúc với nhiều người. Đối tượng tiếp xúc nhiều như là khu vực ngân hàng, khu vực bến xe khách, khu vực người dân buôn bán, rồi các khu vực chợ, các cái khu vực nhà tập thể, chung cư thì tiếp xúc với lại nhiều người qua lại. Việc lấy mẫu được triển khai từ đầu giờ sáng, chia theo ca, khoảng 50 đến 100 người một giờ, đảm bảo giãn cách. Hôm nay phường Nguyễn Trãi chúng tôi có tổ chức cho những người đứng đầu có cái tuyến chống dịch được đi xét nghiệm miễn phí. Việc xét nghiệm là rất thuận lợi và cái địa chỉ không gian thì cũng rất là an toàn. Việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng được tỉnh Hải Dương triển khai từ ngày 24 tháng 2. Sau một tuần, hàng trăm nghìn mẫu đã được xét nghiệm, trong đó phát hiện một ca dương tính tại nhóm có nguy cơ cao. Đây là biện pháp quan trọng, một chiến lược khoanh vùng dập dịch của địa phương này. Đồng thời công tác xét nghiệm cũng giúp tỉnh này đánh giá các vùng an toàn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hải Dương đã phân nhóm xét nghiệm gồm nhóm có nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp. Thông báo để cho các cái đối tượng nguy cơ tiếp theo là buôn bán kinh doanh xung quanh cái đường Chi Lăng, gần cái khu vực chợ Chi Lăng và một số cái đối tượng mà theo hướng dẫn của ban chỉ đạo thành phố. 12 máy BCI đang hoạt động thì cái lượng máy ở đây là chúng tôi là đều chạy hết công suất của 12 dàn máy đấy. Thì lượng mẫu trung bình trong ngày chúng tôi là tầm hơn 20.000 mẫu. Bắt đầu từ mùng 3 tháng 3, để tạo điều kiện cho các em học sinh sinh viên đang học tập ở các tỉnh thành phố khác muốn quay lại trường tiếp tục học tập, Hải Dương sẽ lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng học sinh sinh viên. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh tiến hành xét nghiệm và trả kết quả trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận mẫu, trừ trường hợp đặc biệt. Thời gian tới, việc xét nghiệm sẽ mở rộng dần vào khu vực phong tỏa ở các huyện, nơi đang có các ca F0, đặc biệt là huyện Kinh Môn và Kim Thành.